Xin chào tất cả các bạn, cô Lý đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài giảng tiếp theo. Hôm trước thì chúng ta đã làm với bảng tần số các giá trị của dấu hiệu đúng không? Thế hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập nhé. Thì vẫn là trong chương trình số học 7. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái phần luyện tập ở đây là ở trang 12, sách toán lớp 7 kỳ 2. Đó. Thế thì ở đây trong phần luyện tập này có 2 bài. Thì cô sẽ cùng các bạn sẽ đi thực hành với hai bài này nhé. Thế đầu tiên là đối với cái bài số 8, người ta nói là cho một cái bảng đúng không? Thường thường là đối với làm một cái bài tập về thống kê, người ta sẽ cho một cái bảng. Thì ở trong bài 8 này là một xạ thủ thi bắn súng và điểm đạt được sau mỗi lần bắn ghi lại ở cái bảng 13 này. Thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu là cái bảng này thể hiện điều gì, đúng không? Bảng này thể hiện là số điểm đạt được sau bao nhiêu lần bắn, là chúng ta phải đếm xem là có bao nhiêu lần bắn, đúng không? Thì ở đây là có, chúng ta tính được ở đây là 3 cột này, à có 3 hàng này, mỗi hàng thì có 10 giá trị, nên là tổng là 30 lần bắn, đúng không? Và đây là số điểm người ta đạt được. Thế, thì chúng ta sẽ giải quyết đến câu đầu tiên, đó là câu A. Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát? Chính là cái câu mà cô vừa đặt câu hỏi chúng ta đấy. Thế thì cái bài 8 này trình bày giống như là cái phần trước cô đã hướng dẫn. Chúng ta sẽ trả lời lần lượt từng phần. Phần A, dấu hiệu ở đây là khi mà các bạn không biết dấu hiệu là gì thì hãy đặt câu hỏi là cái bảng này nó nói về điều gì nhé. Đó, hoặc là cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm đến đây là cái gì? Có phải là cái số lần bắn không? À không, đúng không? Nó là số điểm của mỗi lần bắn. Đó. Dấu hiệu là số điểm. Có, chúng ta có thể nhìn thấy, thực ra nó ở ngay trong đề bài. Đạt được sau mỗi lần bắn, đúng không? Đạt được sau mỗi lần bắn. Đó. Và xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu lần nhỉ? Thì chúng ta đã biết là xạ thủ bắn bao nhiêu lần thì nó sẽ thể hiện ở việc là trong cái bảng này có bao nhiêu giá trị, đúng không? Bắn A 30 lần. Đó. Tiếp theo đến phần B. Đây, xạ thủ đã bắn 30 lần nhé. Tiếp theo là đến phần B, là lập bảng tần số và rút ra một số cái nhận xét. Thì bảng tần số như cô đã hướng dẫn chúng ta là chúng ta có cái bảng các giá trị của dấu hiệu như này rồi thì chúng ta lập bảng tần số rất là dễ thôi. Đó là đầu tiên là chúng ta sẽ phải kẻ một cái bảng và chúng ta xác định là đây là bảng hàng ngang hay hàng dọc, đúng không? Thì có hai loại là một là ngang, hai là dọc, nhưng mà thường chúng ta sẽ dùng bảng ngang để đỡ tốn diện tích và cũng dễ nhìn hơn. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ một cái bảng gồm hai hàng. Cái hàng đầu tiên là thể hiện điều gì nhỉ? À, nó sẽ có những cái phần quan trọng, đó là hai cái cột đầu tiên này này, thì người ta sẽ ghi một là cái giá trị, đúng không? Hai là tần số. Giá trị thì mình nên ghi theo từng bài, ví dụ như ở đây người ta quan tâm đến cái gì thì mình ghi, thì ở đây người ta quan tâm đến số điểm, đúng không? Ở dưới là tần số n. Bây giờ chúng ta sẽ kẻ cái cột cuối cùng. Kẻ cái cột cuối cùng này chính là n bằng, đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải đếm các giá trị trong cái bảng này. Thì các bạn có thể hoàn toàn liệt kê ra được. Liệt kê ra là chúng ta có bao nhiêu cái giá trị khác nhau. Chúng ta biết là có 30 giá trị rồi nhé. Nhưng mà có bao nhiêu giá trị khác nhau nhỉ? À, có giá trị bé nhất là bao nhiêu? 7 này, 8 này, 9 này, 10. Đúng không? Thật ra xạ thủ này rất là xuất sắc, đúng không? Toàn là 7, 8, 9, 10 điểm thôi. Đấy. Chúng ta cũng mong muốn là chúng ta sẽ kiếm được những cái điểm số như này khi học bài, đúng không?
Thế thì ở đây có bốn cái giá trị này thôi, nên chúng ta sẽ chia cái còn lại này ra thành bốn cột nha. Cô hướng dẫn rất là chi tiết đấy, các bạn cứ làm theo những cái bước mà cô nói và điền theo thứ tự tăng dần, được chưa? 7, 8, 9, 10, đây là cô chỉ là nháp phía bên này thôi nhé. Và chúng ta sẽ đếm, ví dụ như là số 7, 7 điểm thì sẽ bắn xuất hiện trong bao nhiêu lần bắn đây. Chúng ta đếm từng cột một. Ở đây là 1 này, 2, 3 đúng không? Số 8, 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? Số 10 dễ nhìn nhất bởi vì nó có 2 chữ số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lần. Và hiển nhiên là chúng ta phải biết là N này chính là trùng với cái số lần mà xạ thủ bắn nhé, chính là 30, có nghĩa là nó có 30 lần bắn, thì N này phải là cái số đấy. Và bây giờ mình thử lại để xem có đúng không, thì mình sẽ cộng cái hàng cuối cùng này vào đúng không, thì xem có ra kết quả là 30 hay không. Thì rất là đúng, bởi vì chúng ta cộng vào ra kết quả là 30. Đó. Thì chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như thế nào thì cô gợi ý cho chúng ta nhé. Giống như là ở cái phần bài tập bên này, đây các bạn có thể nhìn lại, đây phần bài tập ở đây. Ví dụ như ở cái bài số 6 này, người ta yêu cầu nhận xét là người ta sẽ nhận xét là số con của các gia đình này sẽ thuộc trong khoảng nào. Vậy thì bên này mình cũng nhận xét tương ứng với cái số lần bắn là số điểm của xạ thủ sẽ thuộc chủ yếu là điểm mấy đúng không? Đó. Và ở đây người ta nhận xét thêm tỷ số thì mình có thể không cần. Ví dụ như ở bài số 7 này thì người ta nhận xét là các giá trị của dấu hiệu là gì này, giá trị khác nhau là gì, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tần số lớn nhất, tần và nó thuộc khoảng nào. Đó. Thì đây là những cái nhận xét mà chúng ta thường dùng nhất trong tất cả các bài nhận xét về bảng tần số nhé. Thì các bạn cứ nhận xét cho cô những cái ý như này. Thứ nhất là số các giá trị của dấu hiệu. Thứ hai, các giá trị khác nhau. Thứ ba, giá trị lớn nhất. Thứ tư, giá trị nhỏ nhất. Thứ năm, giá trị có tần số lớn nhất. Và thứ sáu là các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu. Đó, có 6 cái mục nhận xét. Thì các bạn nhận xét ở bài số 8 này tương tự như vậy cho cô, được chưa? Đó. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị nhầm, không bao giờ bị thiếu. Thì chúng ta có thể nhìn cái bảng tần số này lại nhé. Thì cô có thể nhận xét nhanh được là ý đầu tiên là gì đây? Ý đầu tiên là số các giá trị đúng không của dấu hiệu. Cô viết tắt. Là bao nhiêu giá trị của dấu hiệu nhỉ? 30 đúng không? Khi mà nói đến số các giá trị khác nhau thì mới là 4 đúng không? Khác nhau là 4, chỉ có 7, 8, 9 và 10. Thứ 3 là giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Đúng không? Cô viết ra giá trị nhé. Giá trị lớn nhất là bao nhiêu nhỉ? 10 đúng không? Giá trị nhỏ nhất là, nhỏ nhất cô viết tắt, 7 đúng không? Đó, ý tiếp theo, giá trị có tần số lớn nhất, có tần số lớn nhất là bao nhiêu nhỉ? Nhìn bảng đây chúng ta biết tần số của giá trị nào lớn nhất đúng không? Chính là số 9 điểm. Đó. Và cái tần số nó sẽ thuộc khoảng nào, tức là số điểm của xạ thủ nó sẽ rơi vào khoảng nào là chủ yếu. Đó, số điểm của xạ thủ sẽ rơi vào khoảng là 8 đến 10 điểm đúng không? Tức là số điểm 7 ít nhưng mà 8 và 10 điểm rất là nhiều. Và xạ thủ này rất là xuất sắc đấy. Đó. Thì sau khi kết thúc, đây là bài số 8 nhé. Thì đây là cái form mà chúng ta hay trình bày đối với một bài thống kê, thì các bạn hãy nhớ cho cô. Thì kết thúc cái bài số 8 này, cô chỉ có một cái lưu ý, đó là các bạn đầu tiên là phải hiểu đâu là thế nào là dấu hiệu và thế nào là số giá trị của dấu hiệu này.
Đó, lập bảng tần số thì có các bước rồi. Bước 1 là chúng ta sẽ có một cái bảng các giá trị của dấu hiệu như thế này. Nếu không có thì chúng ta phải tự tạo, đúng không? Giống như là cái bài 5 trong cái bài tập ấy. Còn sau đó là chúng ta sẽ phải lập bảng theo đúng cái form là mô hình chữ nhật. Đó, sau kẻ thành hai hàng nếu mà chúng ta muốn theo dạng hàng ngang, còn nếu kẻ thành hai cột nếu theo dạng hàng dọc. Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải đếm các giá trị cho phù hợp. Các bạn liệt kê những cái giá trị khác nhau ra và xếp vào đây nhé, theo thứ tự tăng dần thì chúng ta sẽ kiểm soát được hết. Và các câu trả lời này thì nó giống như gợi ý mà cô đang nói ở cái phần bên cạnh của bài tập ngày hôm trước ấy. Đó, trả lời hết các ý đấy thì là chúng ta đã có một cái phần nhận xét rất là chi tiết rồi. Đây, chúng ta sẽ chuyển sang bài số 9. Bài số 9 đây. Đây là thời gian giải một bài toán của 35 học sinh được ghi trong bảng. Thì thực ra ấy, khi chúng ta nói đến một bài thống kê về các dấu hiệu này thì đôi lúc chúng ta cũng đặt câu hỏi là nó có ý nghĩa gì, đúng không? Ví dụ như bài số 8 ở trên là số điểm của một xạ thủ bắn súng, thì bài số 9 này thì cái dấu hiệu đó nó sẽ đưa đến cho chúng ta được là cái xạ thủ này có xuất sắc hay là giỏi hay là ở cái mức độ như nào để điều chỉnh, đúng không? Tùy theo cuộc thi rồi, tùy theo cái mục đích, vân vân. Thì như ở bài số 9 là người ta nói đến thời gian giải một bài toán, thì như chúng ta cũng giải bài toán suốt ngày rồi, đúng không? Chúng ta cũng tự cảm nhận được là tại sao trong lớp lại có bạn giải nhanh hơn mình này, có bạn giải chậm hơn mình này, đúng không? Thì cái thời gian này nó dựa vào nhiều yếu tố, nhưng mà nó cũng tham gia một phần để đánh giá được rằng là chúng ta có thể làm bài toán đấy một cách là chân chu hay không, hoặc là chúng ta đang bị vướng mắc ở phần nào đó, đúng không? Đó, ngay cả cái kỹ năng viết chậm viết nhanh thì cũng là tùy người mà, đúng không? Có người viết nhanh nhưng mà chữ đẹp, có người viết chậm bình thường lề mề mãi không xong một bài đấy. Thì từ đây các thầy cô hoặc là tự chúng ta có thể đánh giá được là chúng ta đang ở cái mức độ nào khi mà giải một bài toán đó. Thì ở đây có 35 học sinh và hiển nhiên là chúng ta hiểu ngay là 35 thì chính là giá trị, đúng không? Là có số các giá trị của dấu hiệu đấy, bởi vì nó khảo sát đối với 35 học sinh cho cùng một bài toán mà. Tính theo phút, đúng rồi, tính theo phút nha. Đó, và ghi trong bảng 14 chúng ta cũng trả lời các câu hỏi như bình thường. Thì đầu tiên là phần bài 9 này. Dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu chính là vấn đề mà chúng ta quan tâm. Thì vấn đề chúng ta cũng quan tâm ở đây là gì nữa? Chính là thời gian giải một bài toán của 35 học sinh, đúng không? Thời gian giải một bài toán của 35 học sinh. Số các giá trị là bao nhiêu? Số các giá trị thì ở đây chúng ta biết là trong bảng này là các giá trị của dấu hiệu thì chúng ta đếm có bao nhiêu thôi. Nếu mà các bạn không tin là 35 thì có thể đếm lại ở đây, đúng không? Chúng ta biết là ở đây có 7 cột, mỗi cột có 5 giá trị, vậy thì có 35 giá trị. Đó, 35. Chúng ta trả lời y hệt cái gì mà sách đặt câu hỏi nhé. Tiếp theo phần B cũng lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. Phần B này, lập bảng tần số thì chúng ta đã làm khá là quen thuộc rồi, cũng không nhắc lại các bước lại nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn hướng bảng là ngang hay dọc. Và thường là ngang. Muốn đẹp hơn thì chúng ta có thể chia theo số đo cm, đúng không? Còn không thì các bạn có thể hoàn toàn vẽ ra nháp trước, sau đó thấy rất là ổn rồi thì chúng ta sẽ vẽ vào trong. Đó, ở đây sẽ ghi là nếu chúng ta không biết ghi gì chúng ta cứ ghi là giá trị nhé. Giá trị x tần số n bằng. Thì qua đây chúng ta có thể nhìn lại cái bảng này và thấy được có bao nhiêu giá trị khác nhau.
chúng ta có thể liệt kê tạm đúng không? Đầu tiên là có mấy nhỉ? 0, 1, không có, 2, 0, 3 này, 4, có 5 không? 5 có, 6 có, 7 có, 8 có, 9 có, 10 có. Đó, sẽ từ từng này các giá trị khác nhau. Chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là đây có 8 giá trị khác nhau. Cô sẽ lại kẻ ở chỗ này thành 8 cột. Ở đây chúng ta giữ thước cho thẳng thì nó sẽ không bị lệch giống như cô nhé. Chúng ta sẽ điền các giá trị vào theo hướng tăng dần đúng không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, tiếp theo là chúng ta đếm thôi. Đây là 3 thì có bao nhiêu giá trị đây? Khéo chúng ta đếm bị thiếu sót nha. 1 này, 2, 3. Nếu mà chúng ta có một cái kỹ năng là nhìn hình ấy, thì các con số và hình dạng của nó khác nhau mà. Nên chúng ta quét qua thì chúng ta có thể dễ dàng được đưa ra được cái số liệu. Chứ không phải nhìn từng bạn một nữa. Ví dụ như số 5 cô đã định vị đây, số 5 đây. Của này không có, 0, 0, 2 này, 3 đúng không? Số 6, 1, 2, 3, 4. Số 7, 1, 2, 3, 4, 5. Số 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Số 9, 1, 2, 3, đúng không? Và số 10 là 5. Đó. Từ đây thì chúng ta thấy được rằng là N nó sẽ phải bằng bao nhiêu nhỉ? N chính là bằng số các giá trị là 35. Thế là chúng ta sẽ cộng vào xem liệu bằng 35 nhé. 4 này, 7 này, 11, 16, 27, 30, 35 đúng không? Đó, rất chính xác. Rất may mắn là cô trò chúng ta đã làm ra đúng kết quả. Đó. Thế sau đó là chúng ta sẽ lập bảng xong thì chúng ta sẽ phải giải nhận xét đúng không? Chúng ta có nhận xét. Thì cô cũng sẽ nhắc lại các nhận xét đó và cô sẽ không ghi nhé. Chúng ta sẽ tự mình có thể ghi lại các nhận xét đó. Thì đầu tiên nhận xét chính là chúng ta sẽ phải nhận xét cái phần đầu tiên là số các giá trị của dấu hiệu là 35 đúng không? Thì cái đó ở trên có rồi thì có thể không hoặc có. Thứ hai là các giá trị khác nhau, số các giá trị khác nhau là bao nhiêu nhỉ? Chính là 8 đúng không? Thứ ba là giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Là 10 đúng không? Giá trị bé nhất là 3. Giá trị của tần số lớn nhất là 8 đúng không? Và thời gian mà học sinh giải thường thường nó sẽ nằm trong khoảng nào mà người ta ước lượng. Thì chúng ta thấy là chúng ta có thể chia tách ra thì thấy là nó sẽ nằm chủ yếu trong khoảng là 6-7-8 này đúng không? Đó, 6-7-8 phút này. Nhiều nhất là 8 phút này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhận xét là hết cái bước nhận xét các giá trị đấy rồi thì chúng ta cũng có thể là kết thúc cái phần nhận xét của mình. Đó. Thì đây là kết thúc cái bài số 9. Thì cô thấy là bài số 9 và bài số 8 khá là giống nhau đúng không? Thì cái phần luyện tập của chúng ta chỉ có hai bài như này thôi. Bây giờ cái quan trọng nhất là các bạn có thể nắm bắt được cái dạng bài, sau đó là triển khai những cái gì trong cái dạng bài đó. Thì cái phần thống kê này rất là hay, chúng ta có thể chú ý hơn, chứ không nghĩ là nó là một chuyên đề mới nhưng mà hoang mang nhé. Bây giờ cô giới thiệu chúng ta một chút về cái bài tập trong sách bài tập. Thì ở đây, đây là cuốn sách bài tập toán lớp 7 này. Thực ra rất nhiều bạn ít học cái cuốn này, nhưng mà trong này có rất nhiều các bài tập hay. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm. Ví dụ như là cái bài tiết 2 chúng ta học là bảng tần số các giá trị của dấu hiệu này. Đó, thì của bài hôm trước ấy, thì cô nói là chúng ta về nhà có thể tự mình làm trong sách bài tập đúng không? Đó. Thì thực ra là những cái bước ở đây nó cũng như vậy thôi. Nó chỉ trả lời những câu hỏi thường gặp. Ngoài ra nó còn có thêm một cái mục đó là bài tập bổ sung. Bài tập bổ sung này thì sẽ giúp chúng ta là có thêm nhiều bài khác nữa, dạng khác hoặc là nó cao hơn một chút.
Và cái buổi tiếp theo chúng ta sẽ học đến cái phần biểu đồ. Thì ở đây thì cô sẽ chọn lựa ra một bài nữa để chúng ta có thể chữa ở trong cái bài tập bổ sung này nhé. Thì cô thấy là bài 2.2 này rất là hay. Và cô trò mình sẽ làm nhanh phần A của bài 2.1 này nữa nhé. Thì ở đây người ta cho là cho dãy giá trị cho dãy giá trị của một dấu hiệu như ở dưới đây. Tần số giá trị là 5 là bao nhiêu? Thì thực ra cái tần số này chúng ta biết là nó chính là chúng ta đếm đúng không? Đếm như bình thường thôi. Xin lỗi các bạn nhé. Thì số 5 này chúng ta sẽ đếm như bình thường là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn phải đếm rất là cẩn thận. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án C đúng không? Rất là dễ. Còn là bảng tần số của dấu hiệu thì chúng ta tự lập nhé. Đây, bài 22, cô sẽ giúp chúng ta xử lý cái bài 22 này. À, 2.2. Tất cả các trường trung học cơ sở thuộc huyện Tân Hà đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca để hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trường theo dõi đã ghi tóm tắt kết quả sưu tầm của các trường trong bảng dưới đây. Đấy, chúng ta lại nhìn cái bảng của họ cực kỳ đơn giản, chỉ có vài cái giá trị thôi đúng không? Nhưng chúng ta lại phải đặt câu hỏi là cái bảng này đem đến cho chúng ta cái điều gì? Chúng ta sẽ đọc nốt đề bài này. Nếu để tuyên dương thành tích của trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cần một bảng thống kê như thế nào? Tức là sao? Người ta nói là nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa đúng không? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào? Chúng ta xem là câu hỏi còn không nhé. Phần B là dấu hiệu ở đây là gì này? Lập bảng tần số của dấu hiệu. Thì dưới cái quan điểm của các bạn thì theo các bạn thì phần A chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây? Họ bảo nếu để tuyên dương thành tích thì chúng ta dựa vào cái bảng này đã đủ hay chưa nhỉ? Trong cái phong trào là xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tất cả các trường thì đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca. Thì có rất nhiều cách để xây dựng một môi trường của chúng ta là thân thiện và tích cực đúng không? Tuy nhiên thì người ta chỉ đang đề cập đến cái vấn đề là sưu tầm các bài dân ca. Thì thực ra là theo quan điểm của cô nhé, theo quan điểm của cô thì để xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thì có rất nhiều cách. Và để tuyên dương thành tích của các trường thì cũng rất nhiều cách. Trong cái phần này thì người ta đang nói đến là sưu tầm các bài dân ca, nhưng mà không có nghĩa là một trường sưu tầm nhiều bài dân ca hơn trường khác thì sẽ được tuyên dương về thành tích đúng không? Theo cô, quan điểm của cô là như vậy. Và chúng ta cần phải thể hiện rằng cái môi trường của mình là thân thiện và học sinh là tích cực. Chúng ta đang có một cái động thái rất là tích cực trong việc xây dựng này, chứ không phải là cứ dựa vào một cái bảng như này đúng không? Hoặc là các bạn có thể trả lời là chúng ta thấy là cái trường có sưu tầm nhiều bài dân ca nhất thì sẽ được tuyên dương. Hoặc là có thể dựa vào cái bảng nào đó khác bảng thống kê đúng không? Ví dụ như là bảng tần số. Vâng. Và câu trả lời phần A có khá nhiều là quan điểm khác nhau. Vậy các bạn trả lời theo cái quan điểm nào mà mình thấy phù hợp nhất là được nhé. Thì như cô trả lời thì sẽ là dựa vào những cái bài sưu tầm này, tức là sẽ có 6 bài dân ca thì trường đó được tuyên dương, ví dụ như đây. Có số 6 đây, tức là có một trường đã sưu tầm được 6 bài dân ca đúng không? Tiếp theo đến phần B, người ta hỏi dấu hiệu ở đây là gì? Thì chúng ta có thể nhìn nhanh cái bài 2.2 này. Thì dấu hiệu các bạn thấy là chúng ta phải đọc xem cái bảng là thể hiện điều gì nhỉ? Chính là số các bài dân ca đúng không? Của bao nhiêu trường
À, chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trường, đúng không? Và đây chính là số các bài dân ca sưu tầm được của 12 trường. Đấy chính là dấu hiệu mà vấn đề chúng ta quan tâm. Lượt bảng tần số của dấu hiệu. Lượt bảng tần số của dấu hiệu. Thì cái bảng tần số này cũng khá là đơn giản thôi, giống như là những gì mà chúng ta đã làm rồi. Cô sẽ lập nhanh cho chúng ta nhé. Đầu tiên là chúng ta cũng kẻ một cái bảng đúng không? Hàng ngang, hai cột, à hai hàng, khá đơn giản. Ở đây đầu tiên mình sẽ ghi là giá trị, cô viết tắt tần số chưa, n, n sẽ bằng đó. Thực ra n ở đây chúng ta có thể đếm luôn là bằng 12, thì chúng ta đếm được 12 trường có bao nhiêu giá trị khác nhau, chúng ta liệt kê nhé. Đương nhiên phần liệt kê này chúng ta phải làm thôi nhé. 1, 2, 3 có, 4 có, 5 có, 6 có, đúng không? 6 giá trị khác nhau. Đó. Thì đây sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ đếm có bao nhiêu số 1 nhỉ? À, 1, và số 2, 1, 2, 3. Số 3, 1, 2, 3, đúng không? Số 4, 1, 2, 3. Số 5, 1, số 6, 1. Vậy thì chúng ta tự mình kiểm tra xem liệu đủ 12 chưa nhỉ? Đủ đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta đã lập bảng tần số rất là thành thạo rồi, cũng không có gì là khó khăn. Ở đây thì người ta yêu cầu thêm, không yêu cầu là nhận xét nên chúng ta không cần. Nếu mà bạn nào có thể nhận xét được thì nhận xét nhé. Nhận xét là có một trường sưu tầm được nhiều bài dân ca nhất là 6 bài, đúng không? Đấy chính là giá trị lớn nhất ấy. Giá trị lớn nhất là 1. Giá trị của tần số lớn nhất là 234, bởi vì chung tần số là 3. Và cái khoảng mà các trường sưu tầm được các bài dân ca thì nó rơi vào khoảng là 2, 3, 4, 3, đúng không? Chỉ thế thôi. Thì đây là cô đang giới thiệu chúng ta là một trong những cái bài tập bổ sung trong cái phần về bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Kết thúc cái phần này thì chúng ta lưu ý cho cô những điều sau nhé. Thứ nhất là chúng ta phải có được cái bảng các giá trị của dấu hiệu, là cái bảng gốc ấy, bảng đơn thuần ban đầu. Sau đó chúng ta phải đếm các tần số một cách chính xác. Tiếp theo chúng ta lập bảng thì nhớ cho cô có hai kiểu, một là ngang, hai là dọc. Nhưng mà thường chúng ta sẽ lập theo bảng ngang thì sẽ đỡ tốn diện tích hơn và dễ nhìn thấy hơn. Đó. Bước tiếp theo chúng ta sẽ nhận xét cho cô. Thì chúng ta lưu ý những cái ý như sau. Ý thứ nhất là giá trị lớn nhất này, ý thứ hai giá trị nhỏ nhất, ý thứ ba số các giá trị, ý thứ tư số các giá trị khác nhau, ý thứ năm giá trị của tần số lớn nhất, ý thứ sáu là các giá trị nó sẽ rơi vào khoảng nào, đúng không? Đấy, chỉ thế thôi. Đây là chúng ta vừa kết thúc cái bài luyện tập của bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài giảng tiếp theo nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.